Gia Lai đẹp hết rồi đấy, chỗ nào không nói. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chính thức dừng bước tại Cúp Quốc gia 2020 sau khi đã thua vượt Nam Hà Nam Định với tỷ số 0-2. Sau trận đấu, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã đến khán đài để cảm ơn các cổ động viên đến sân Thiên Trường ủng hộ cho đội bóng. Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh đều không giấu được nỗi buồn. Đây là trận sau khoảng hơn 2 tháng bóng đá tạm dừng vì đại dịch Covid-19. Hơn nữa, Cúp Quốc gia cũng là đấu trường mà đội bóng phố núi muốn đạt thành tích cao. Việc dừng chân ngay tại vòng loại cũng khiến cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bị ảnh hưởng tiêu cực ít nhiều về mặt tâm lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.